cùng với chị. Xin chào các bạn. Các bạn đang thấy một con ngựa. Con ngựa này chính là biểu tượng của Ford Mustang. Những cái dòng xe American Muscle thuộc loại nổi tiếng nhất mà chúng ta đang biết. Ở đây mình đang có chiếc Mustang GT phiên bản 2013. Đây là cái xe mới. Rất là mạnh mẽ. Đi cái xe này thì tiền xăng chắc là không cần phải kể đến bởi vì nó siêu đốn. Xe này dùng động cơ 5.0. Bạn thấy mấy cái xe Camry ở Việt Nam thường là 2.4 hay là 3 chấm, con này là 5.0. Uống xăng hơn uống nước. Đây là những cái điểm nhấn ở mặt sau, thật sự rất là đẹp. Nó có hàng loạt cái đèn LED, nó đổi màu. Hai ống xả. Ford khóa cửa cái xe này lại không cho chúng ta vào, nên chúng ta khó mà biết ở bên trong nó có cái gì. Tuy trông như vậy nhưng mà cái Mustang này vẫn là xe 4 cửa, xe 2 cửa. Trông khá là dài nhưng mà nó là xe 2 cửa chứ không phải là 4 cửa. Và nó còn có cả hai cái ghế đằng sau, tổng cộng là 4 ghế. Cảm ơn các bạn.